xin kính chào quý vị đã trở lại với chương trình đời sống quan ta life Us with billy kính thưa quý vị trong quá trình vừa qua quý vị cùng billy theo dõi một chương trình tâm sự với một người anh của đồng nghiệp anh đó là ai thì quý vị cũng đã biết cựu chúng sĩ phương phạm của từ ti cảnh sát westminster đã đến với chúng ta để chia sẻ về kinh nghiệm và cũng như là quá trình ảnh 25 năm năm làm việc cho một ti cảnh sát quá trình vào trường huấn luyện cảnh sát và quá trình ảnh làm từ khi một người cảnh sát viên trẻ à, và bây giờ Billy xin cùng quý vị à, trò chuyện đến anh Phương Phạm để mà biết à, anh lên cấp như thế nào. À, Billy xin gửi chào đến anh Phương Phạm. À, xin chào Billy và Phương cũng xin kính chào quý vị. À, anh Phương nè, mà episode vừa rồi thì anh có cho quý vị biết cái quá trình mà anh làm một cái cảnh sát viên một người con tị nạn từ năm 1985, à, anh có thể kể lại là cái quá trình tị nạn của anh là lúc đó anh đi tàu qua đây hay là như thế nào anh? Thì hồi đó mình đi vượt biên, à, vượt biên. À, đi vượt biên ở nhớ là ở Bà Rịa, Bà Rịa, Bà Rịa, Bà Rịa Vũng Tàu, thì uh, gia đình Phương chỉ có ba với Phương thôi, thì đi qua bên uh, một cái đảo ở uh, Indonesia. Indonesia, xong rồi ở đảo uh, tị nạn. Uh, nếu mà ai đi uh, Việt Biên thì chắc biết đảo ga Lăng. Thì nó đã một uh, đầu khoảng chừng 6 tháng rồi uh, mới đi qua bên Mỹ. Oh. Qua bên Mỹ rồi. Kính thưa quý vị, ảnh học tốt nghiệp trường đại học Cal Poly Pomona với, về ngành International Business và cũng như là Finance. Rồi anh Phương đột nhiên một ngày nào đó uh, thấy một người bạn rồi muốn tìm hiểu thêm về tì cảnh sát Westminster và nộp đơn vào và được tuyển vào làm cho uh, cơ quan. Um, thì bao nhiêu năm trôi qua um, điều gì đã hứng uh, làm gì đã cho anh muốn uh, lên chức thì em biết rồi, hồi đó là anh lên chức uh, uh, hạ sĩ là corporal yeah. rồi sau đó trung sĩ yeah. thì anh có thể chia sẻ đến quý vị là uh, anh tại sao anh muốn lên những cái chức đó dạ yeah. thì uh, thưa quý vị thì giống như tất cả những cái việc mình làm mình làm một cái gì một thời gian rồi mình muốn làm cái gì cho nó khác um. Và mình muốn dùng những cái uh, experience của mình, kinh nghiệm. Uh, kinh nghiệm đó để mình chia sẻ và dạy lại cho những cái người trẻ để cho họ sau này họ thay thế mình, giống như vậy. Thì thật sự uh, trong ngành cảnh sát đó, không phải như bên lính nhiều cấp yeah. bậc, bên cảnh sát Đúng thì thôi. có vài cấp bậc thôi. Thì cái cấp bậc mà thì trước khi mình được lên chức thì mình cũng phải trải qua những cái cái công việc làm ở trong sở cảnh sát thì có nhiều việc Đúng à, để rồi. làm lắm thì mình trước hết ai cũng phải làm ở ngoài đường mà patrol yeah. thì từ đó là những rồi có những cái assignment khác loại như điều tra viên th thám tử rồi này kia đó rồi sau đó tại vì mình cần phải có cái kinh nghiệm để mình làm một cái người uh, supervisor yeah. thì cái người supervisor phải biết những cái kinh nghiệm đó để mình dạy cho những cái cảnh sát viên khác thì thật sự cái cái uh, cấp bậc trung sĩ thì cái đó phương rất là thích vì thật sự phương cũng không có muốn lên thêm nữa tại nhưng mà tại vì mình thích cái cặp bắt cái cấp bậc mà soi trên mình uh, là một người vẫn là giống như cảnh sát viên mình còn làm cảnh sát còn mặc yeah. đồng phục còn ở ngoài đường và mình dùng những cái uh, kinh nghiệm của mình đã học hỏi được rồi mình dạy lại cho những người cảnh sát viên trẻ để họ làm việc uh, như thế nào để cho họ là thành công trong cái 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 ngành của họ. quý vị biết không à, khi mà quý vị đi ra ngoài đường gặp mấy người cảnh sát tuần tra xong rồi đó thì thường thường um, nếu mà cái chuyện gì xảy ra um, quý vị hay uh, được nghe trên radio là tôi cần một người supervisor của ông hay là cái gì đó thì uh, người cảnh sát viên sẽ gọi một cái uh, uh, sam unit uh, là uh, một cái người sergeant người trung sĩ đến uh, để có quyền hay là có cái cái, um, cái decision making cho những người um, cảnh sát viên của họ đúng không anh yeah. à, là có nghĩa là you you make a decision for them or authorize a decision for them right or yeah, thì nói chung mình phải mình một cái người supervisor thì giống như họ làm cái gì thì mình coi họ làm đúng hay là hay là không thì mình một cái người supervisor nhưng mà mình muốn lúc nào mình cũng muốn cái người uh, cảnh sát viên nhưng mà uh, nếu mà trong việt nam tiếng việt thì mình hay ôm người lính của mình họ làm sao cho họ giải quyết được cái chuyện đó đúng hay là sai nhưng mà mình muốn họ tự giải quyết ừ. nhưng mà nếu mà họ khó khăn quá thì mình phải đến giúp họ giải quyết chứ mình thật sự mình không có muốn giải quyết cho họ nếu mà mình giải quyết cho họ thì đúng họ sẽ không vậy. không học hỏi yeah. được cái gì yeah. thì mình đấy nên phương nhân đó là cái 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 kinh nghiệm của mình để chia sẻ để mình giúp họ làm sao giải quyết cái cho cái cái việc đó cho nó đúng à, trong trong cái, cái ngay lúc đó. Dạ yeah, vâng, uh, kính thưa quý vị, uh, Billy muốn chia sẻ đến quý vị về cấp bậc của uh, ngành cảnh sát với lại quân đội. Thì quân đội chúng ta có um, private, corporal, sergeant, vân vân rồi tới sĩ quan là officers. Còn ở cảnh sát viên thì mình chỉ có mình có là patrol officer là là cái căn bản nhất mà khi mà các um, các bạn các cả cảnh sát viên đó tốt nghiệp rồi sau đó Uh, có special assignment là những người thánh tử nè hoặc là những người nào mà làm trong uh, bộ phận giao thông hoặc là uh, bộ phận ma túy hay là gì đó vân vân tùy theo hay là swat uh, cảnh sát đặc biệt vân vân rồi khi mà mình muốn cũng tùy theo cảnh sát thì mình có thể lên cấp bậc uh, hạ uh, hạ sĩ là, là corporal rồi trung sĩ như anh phương vừa mới chia sẻ rồi lâu đó thì tùy theo cảnh sát có lieutenant là thiếu quý rồi captain rồi uh, tới chief và cảnh sát trưởng, deputy uh, chief và cảnh sát trưởng là chief nhưng mà cũng tùy theo uh, nói chung là tùy theo thành phố đó muốn gọi cái cái cấp bậc đó và cái uh, cái title cái chức vụ đó như thế nào ở ngoài công chúng như thế nào nữa nên nên rất là rất là thú vị uh, trở lại và cái ngày, anh có nhớ cái ngày mà anh được thăng chức lên Sergeant trên không uh, mình mình nhớ thật sự uh, coi uh, thì nói chung muốn lên chức thì mình phải trải qua một cái mình phải làm một cái bài test về à. đi thi rồi uh... anh có thể chia sẻ là bài thi hỏi gì? ta có nghĩa là hỏi về luật pháp hay là hỏi? À <laughs> thì nói chung là mình là nếu cái, cái cấp bậc đó là một cái người supervisor thì mình cũng phải hiểu biết về sở cảnh sát mình à. uh, những cái uh, luật lệ uh, cái uh, policy mm. uh, của cái thi cảnh sát mình như thế nào rồi họ cũng hỏi về luật à, thì họ cho bài mình phải học rồi xong rồi mình đi phỏng vấn rồi họ đưa cho những ví dụ cái trường hợp này xảy ra mình phải giải quyết như thế nào để uh, cho mình thí dụ mình ra đường mai mốt có chuyện gì xảy ra thì mình phải biết cái cách giải quyết thì uh, những cái thử thách đó xong rồi họ chọn thí dụ như cái ty cảnh sát chỉ cần tuyển một hay hai người thì nếu mà 10 người thi thì mình muốn mình ở trên trên top của cái list đó khi mà ăn đã trở thành một người trung sĩ thì cái thời gian làm việc anh có được sướng hơn hay không? À, anh có thể chia sẻ cho quý vị không? Thì sướng hơn hay là không thì cũng tùy theo lúc. Tại vì mình lên cái cái cấp bậc đó thì mình không phải lo mà có nghĩa là mình phải lo cho người những cái người cảnh sát làm dưới mình ừ. và mình cũng phải lo cho mình phải trả lời cho cấp Trời bậc lớn hơn mình nữa. Thành ra cái nếu mà nói về sướng hơn đó thì mình không có phải đi cũng như là mỗi lần mà cảnh, ai gọi cảnh sát thì những cái cảnh sát viên làm trong khu vực đó phải đến thì phương không có phải đến trừ ra những cái trường hợp mà khó khăn mà cần có mặt phương ở đó nhưng mà phương phải làm cái, cái, những cái nhiệm vụ khác mình phải uh, là coi uh, giám sát những cái người cảnh sát viên đó họ làm đúng hay là không họ làm sai mình cũng phải có những cái biện pháp để 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 giúp họ hoặc là phạt họ như thế nào thành ra anh, sướng cái kiểu khác mà lại khó cái uh, về việc mặt khác nữa. Không, vậy thì anh có thể kể cho quý vị biết về cái quá trình mà um, scheduling là làm việc như thế nào, ai là ship này, ship này, ship này là là mình mình được chọn vì mình có thâm niên hay là có nghĩa là à. mình senior hay là như thế nào anh? Thì cảnh sát thì mình làm shift ừ. thì cảnh sát lúc nào trong thành phố 24 tiếng đồng hồ lúc nào cũng phải có cảnh sát viên. Đúng rồi thì sao? thì tùy theo là một ngày một cái ship đó cần bao nhiêu ngày mà bao nhiêu cảnh sát viên cần bao nhiêu người thì những cái người nào mà vô làm uh, lâu nhất được chọn trước cái cái schedule thì cái schedule nó đưa ra là thứ hai thứ ba thứ tư hoặc là tư năm sáu sáu bảy nhật gì đó giờ này giờ này này thì những người nào làm lâu thì được chọn trước những người nào mới vô thì chọn những cái mà còn lại thì thành ra những cái cảnh sát viên mà mới vô nghề phải thường thôi. phải làm đêm hoặc là cuối tuần là như vậy. Wow, vậy 25 năm kinh nghiệm trôi qua là vậy là chắc trung sĩ Phương Phạm có thể chọn trước rồi. Nhưng mà nếu mà nói với thời gian spend với gia đình đó thì có được thoải mãn với anh không? Thật sự tại vì họ lúc mà Phương vô thì đến khi mà cái thời cái thời cái thời buổi đó Cảnh, ít có cảnh sát uh, viên retire giống như là về hưu thành ra mình cứ, cứ cứ nằm ở trong cái 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 phần đó thành ra phương hay làm weekend, rồi mình làm đêm nhiều xong rồi mình được lên chức lúc mà lên chức thì mình trở lại uh, ở ở ở cấp oh. bậc uh, so với những người cùng cấp bậc thì mình lại là là ở dưới nữa thành ra mình được chọn chọn cuối cùng nữa thành ra phương nói chung là hai uh, mươi mấy năm mà hơn hơn uh, nửa cái cái thời buổi thời, thời gian đó là phương làm cuối weekend hoặc làm đêm, chỉ có cái thời gian mà phương làm uh, thám tử đó yeah. và hồi phương hay làm ở, ở trường học đó mm. thì nói chung là chỉ những cái thời gian đó là phương làm được weekend off đó, còn ngoài đó là phương làm weekend hoặc là ít nhất cũng phải một ngày weekend hoặc là làm đêm là nhiều thì nói chung uh, trong cái thời gian 25 năm phương mất thời gian với gia đình nói chung là hơi hơi nhiều <laughs> mất gia đình mất thời gian dành cho gia đình hơi nhiều nhưng mà à, giờ đây trung sĩ phương phạm cũng đã được cơ hội để mà về hưu à, về hưu làm gì thì xin quý vị đừng dài máy chúng tôi sẽ trở lại sau phần thương tin thương mại sau đây để mà nói thêm về cái công việc làm của anh sau khi về hưu